Lưu Khải Uy tròn ván khi bị hỏi chuyện tái hôn với Dương Mịch. Hôn nhân giữa Dương Mịch Lưu Khải Uy vẫn luôn là chủ đề mà hầu như mọi người vẫn muốn nhắc đến. Mới đây khi Lưu Khải Uy được hỏi liệu có tái hôn với Dương Mịch, khiến anh chết lặng trong 3 giây. Dương Mịch Lưu Khải Uy từng được xem là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz. Cả hai kết hôn vì sự nghiệp của Lưu Khải Uy vẫn bình chân như vậy, thì Dương Mịch lại là một cái tên đang nổi. Dù biết rằng kết hôn ở thời điểm đó thì sự nghiệp của Dương Mịch sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, nhưng cô ấy vẫn không sợ và quyết cưới Lưu Khải Uy làm chồng. Bởi lúc bấy giờ tình cảm của cả hai dành cho nhau là chân thành tuyệt đối. Tuy nhiên trải qua bao nhiêu kỷ niệm đẹp cùng nhau, cả hai đã chống dứt cuộc hôn nhân trong hòa bình và dành cho đối phương những gì đẹp đẽ nhất. Gần đây khi Lưu Khải Uy tham dự một sự kiện và nhận được câu hỏi về việc có ý định tái hôn với Dương Mịch hay không, Thay vì trả lời ngay, Lưu Khải Uy đã im lặng 3 giây và thẳng thắn trả lời, cô ấy luôn có chỗ đứng trong trái tim tôi. Chỉ với một câu trả lời ngắn gọn, nhưng cũng thấy rằng trong suy nghĩ của Lưu Khải Uy, Dương Mịch luôn có một vị trí không ai thay thế, dù đã ly hôn. Bên cạnh đó, cả hai vẫn còn gắn bó với nhau khi có chung cô con gái nhỏ tiểu gạo nếp. Nếu tình ý khi cả hai còn bên nhau, Lưu Khải Uy đã luôn dành tình cảm chân thành cho Dương Mịch mỗi lần dương mịch bị cư dân mạng công kích thì lưu khải uy luôn ở phía sau bảo vệ cô hay trước khi đi ngủ lưu khải uy thường chuẩn bị sẵn một ly nước cho cô nhưng hành động đó đã chứng minh lưu khải uy luôn muốn chăm sóc bảo vệ dương mịch gần đây nhiều cư dân mạng cũng phát hiện rằng lưu khải uy không hề xóa đi những bài viết ngọt ngào dành cho dương mịch trên mạng xã hội và dương mịch cũng thế với những gì mà lưu khải uy dành cho dương mịch chắc chắn rằng cô có vị trí quan trọng thế nào vì thế nếu Lưu Khải Uy Dương Mịch còn yêu nhau, hãy cho đối phương biết vì chính bản thân họ cũng như tương lai của con gái tiểu gạo nếp có một gia đình trọn vẹn.